sau 20 năm hoạt động trong ngành điện ảnh, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Selena Gomez cuối cùng cũng mang về cho mình một đề cử quả cầu vàng danh giá. Selena Gomez có đề cử quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình nhờ series phim truyền hình Only Murder in Building. Cựu ngôi sao Disney Selena Gomez được đề cử ở hạng mục màn trình diễn xuất sắc nhất của một nữ diễn viên series truyền hình hài kịch, nhạc kịch tại lễ trao giải quả cầu vàng 2023. Một ngày sau khi danh sách đề cử được công bố, cô đã không thể giấu nổi niềm hạnh phúc và vui mừng của mình. Nữ diễn viên đã đăng tải một đoạn video của bản thân khi nói về mục tiêu sự nghiệp. Trong video, Selena chia sẻ về việc cô coi trọng sự nghiệp diễn xuất hơn sự nghiệp ca hát. Đối với ca sĩ diễn viên Selena Gomez, việc được đề cử cho hạng mục nữ diễn viên tại lễ trao giải quả cầu vàng là một vinh dự lớn. Cô chính thức theo nghiệp diễn viên từ năm 2002 với loạt phim dành cho trẻ em Bernie and Friends. Tuy nhiên, trong 20 năm sự nghiệp, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên nhận được đề cử cho giải quả cầu vàng danh giá. Trong một buổi phỏng vấn với Variety, nam diễn viên Austin Butler đã tiết lộ về cách mà anh vào vai huyền thoại âm nhạc Elvis Presley, một cách chân thật nhất trong bộ phim Elvis. Theo đó, nam diễn viên 31 tuổi cho biết anh không hề gặp gỡ gia đình trong suốt 3 năm để nhập vai một cách hoàn hảo nhất. Theo diễn viên Otis Butler, để chuẩn bị cho vai diễn Elvis Presley, anh cùng đạo diễn Bartholomew đã tới Australia. Anh đã dành hàng tháng trời không nói chuyện với ai và khi buộc phải giao tiếp, điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là Elvis. Chưa dừng lại tại đó, trong cảnh quay đêm nhạc của Elvis, Austin Butler đã hoàn toàn tự trình diễn cả buổi concert trong suốt hơn 2 tiếng rưỡi, như thể bản thân chính là cố danh ca. Sự thể hiện của Austin đã gây kinh ngạc cho cả đoàn làm phim, đặc biệt là đạo diễn Bartholomew. Trong suốt 3 năm này, nam tài tử sống như một ông vua dòng nhạc rock and roll nhằm mang tới một vai diễn hoàn hảo nhất và giống như hình mẫu nhất có thể. Những nỗ lực của anh đã được đền bù xứng đáng khi ngày 13 tháng 12, Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood đã công bố danh sách đề cử cho lễ trao giải quả cầu vàng 2023. Trong đó, Austin Butler mang về cho mình đề cử ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Netflix mới đây cho biết, 3 tập đầu tiên của series phim tài liệu Harry and Meghan đã đạt lượng người xem kỷ lục sau khi phát sóng. Series phim được quay bởi đạo diễn từng được đề cử giải Oscar Liz Gabbers. Netflix vừa công bố Global Top 10 của tuần, danh sách top 10 phim và chương trình truyền hình được xem nhiều nhất hàng tuần. Bộ phim Harry and Meghan chiếm vị trí thứ 2 sau khi chỉ có 3 tập đầu của series được phát sóng. Gã khổng lồ phát trực tuyến nói thêm rằng, theo thống kê, có hơn 28 triệu hộ gia đình đã xem ít nhất một tập trong series phim tài liệu về chuyện của Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle. Trong 3 tập đầu tiên, Hoàng tử Harry và Meghan kể về hành trình yêu lãng mạn, sự phân biệt chủng tộc mà Meghan phải đối mặt khi mối quan hệ với Hoàng tử Anh được công khai, lời cầu hôn của Harry, Meghan gia nhập hoàng gia. Bộ phim hứa hẹn mở ra nhiều góc khuất trong cuộc sống hoàng gia của vợ chồng Harry, đồng thời tiết lộ cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười cùng hai con ở California sau khi họ rời hoàng gia. Ca sĩ Jin thuộc nhóm nhạc BTS đã chính thức nhập ngũ với tư cách là một người lính đang tại ngũ. Nam thần tượng sẽ gia nhập trung tâm huấn luyện tuyển dụng của sư đoàn bộ binh 5 ở huyện Yeoncheon của tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Mới đây, Jin BTS bắt đầu gia nhập trung tâm huấn luyện của sư đoàn bộ binh 5 đặt tại Yeoncheon. Sau khi được huấn luyện quân sự cơ bản, Jin sẽ phục vụ như một người lính tại ngũ. Trước đó, vào ngày 12 tháng 12, Big Hit Music đã thông báo về việc Jin dự định sẽ đi thẳng vào khuôn viên của trại huấn luyện và không trực tiếp chào giới truyền thông hoặc người hâm mộ. Từ sáng sớm, các phóng viên đã có mặt để đưa tin về việc nhập ngũ của anh. Đặc biệt, địa phương huy động khoảng 270 cảnh sát chống bạo động, chia thành 3 nhóm bố trí xung quanh trung tâm huấn luyện để quản lý an ninh. Tất cả các thành viên còn lại của BTS cũng tới để tiễn anh cả của nhóm thực hiện trách nhiệm với đất nước. Dự kiến ca sĩ Jin sẽ xuất ngũ vào ngày 10 tháng 6 năm 2024.